cái nhân, cái tâm mà có thể gây nên tất cả cái nỗi khổ đau của con người, đó chính là cái tâm tham, tâm sân và tâm si. Khi mà trong nội tâm của mình khởi lên một cái tâm tham rồi, mình có thể từ cái tâm tham ấy mà mình phát sinh ra thành cái lời nói gì, thì cái lời nói ấy là lời nói bất thiện. Cái lời nói ấy sẽ để lại những cái nghiệp bất thiện về khẩu nghiệp, và sẽ cho ra cái quả báo khổ đau bất hạnh ở tương lai. Hay từ cái tâm tham ấy nó phát sinh ra thành những cái hành động như là sát sinh, trộm cắp, cả dâm, nói dối, uống rượu, tất cả những cái hành động bất thiện ở thân ở khẩu ấy, thì tất cả những cái hành động ấy nó để ra những cái nghiệp bất thiện. Và từ cái nghiệp bất thiện ấy nó sẽ cho mình cái quả báo ở trong tương lai, có thể ở ngay trong đời hiện tại, hoặc là trong đời kiếp tương lai gần, hoặc những cái đời kiếp tương lai xa hơn nữa, thì đó sẽ là những cái quả báo của cái sự sầu bi khổ ưu não ở cái cõi này hay cõi khác. Cũng như vậy, nếu như trong tâm của mình khởi lên cái tâm sân hận, khởi lên một cái phiền não nó thuộc về tâm sân, như sân về cái sự tức giận, hay là cái tâm sân đó là cái sự ganh tị, hay cái tâm sân đó là cái sự mọn sẻn, hay cái tâm sân đó là cái tâm sân của sự trang hối, hay là cái sự sầu bi ưu não gì đấy, hay cái ác ý não hại gì đấy, mà nó đã khởi lên một cái nội tâm ấy, rồi từ cái tâm ấy mà nó phát sinh thành những cái hành động, thành những cái lời nói, thì nó sẽ để lại những cái nghiệp ác, những cái nghiệp bất thiện thuộc về cái tâm sân ấy. Từ cái đó mà nó cho ra cái quả báo khổ đau, thì cái mức độ những cái tâm bất thiện đấy nó lớn nhỏ khác nhau, cho nên là cái nghiệp ấy nó cũng có cái nghiệp nặng nghiệp nhẹ, cho nên nó có cái quả báo là cái sự khổ ấy đôi khi nó ở cái mức thấp, mà đôi khi nó cái nỗi khổ ấy nó sẽ ở cái mức độ cao hơn. Như vậy, từ trong nội tâm mình có những cái tâm tà kiến, có những cái tâm lý ý thức mà mình hiểu sai vấn đề, mình không hiểu đúng vấn đề, rồi từ ấy phát sinh ra những lời nói sai trái, những hành động sai trái, và nó để lại những cái ác nghiệp. Và chứ từ những cái ác nghiệp ấy mà nó cho ra cái quả báo khổ đau ở trong tương lai. Vậy thì tất cả những cái nỗi khổ ấy nó đều phát sinh từ trong chính, nó chỉ phát sinh từ ba cái tâm, từ tâm tham, tâm sân, tâm si. Đó là cội gốc của tất cả những cái sự khổ đau ở trên cuộc đời, ở tất cả những cái cõi sống khác nhau. Đấy là cái cội gốc của khổ đau. Thì cũng như vậy, thì cái cội gốc của tất cả những cái sự an vui, cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc ở cái cõi nhân thiên, hay là những cái sự an lạc ở những cái bậc đã giác ngộ giải thoát, cũng phát sinh ra từ ba cái tâm, đó là tâm vô tham, tâm vô sân và tâm vô si. Thì với bất cứ một khi nào khởi lên một cái tâm vô tham, vô sân, vô si ấy, mà nó phát sinh ra thành những cái hành động, thành những cái lời nói, thì những cái hành động ấy nó sẽ để lại những cái nghiệp thiện này, và những cái nghiệp thiện này ấy sẽ cho ra cái quả báo an vui. Và cái mức độ vô tham, vô sân hay vô si của con người nó có thấp có cao, chính vì vậy mà ở những cái mức độ an vui nó có thấp có cao. Vì vậy mà ở trên thế gian này có những cái người an vui ở cái mức độ thấp, có những cái người người ta có được cái mức độ an vui ở cái mức độ cao. Và ngoài cái cõi người này có những cái cõi thiên giới, có những cái cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và những cái cõi ấy, những cái cảnh giới ấy cũng có những cái mức độ cao thấp khác nhau. Vậy nên là với một cái người nào hiểu ra được cái cội nguồn khổ vui, nó không phải là từ những cái đấng tạo hóa thiên thần gì đưa đến, mà cũng không phải là do cái tự nhiên, do đất trời, do ngày tháng, do cái sao vận hạn gì nó đưa đến, mà nó đưa đến, nó phát sinh ra từ chính trong cái nội tâm của mình. Vậy thì một cái người nào muốn thoát khổ đau thì mình không cần phải đi cầu xin
cái sự thoát khổ đau đấy ở đâu xa, mà hãy quay trở về với chính cái nội tâm của mình, để mình diệt trừ cái cội gốc của khổ đau ở trong chính nội tâm mình. Mình muốn có được cái sự an vui, có được cái sự an lạc, có được cái sự hạnh phúc ở cái mức độ thì mình cũng không cần phải đi cầu xin ở đâu, không cần phải đi tìm kiếm ở đâu, mà hãy quay trở về với nội tâm của mình để mình xây dựng cái an vui ấy, để mình xây dựng cái hạnh phúc ấy ở ngay chính nội tâm của mình mà thôi. Thì với một cái vì vậy cho nên từ ngàn xưa đến nay thì đối với giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật luôn luôn hướng con người trở về, dành tất cả cái thời gian và hầu như là dành tất cả cái cuộc đời này để phát triển cái nội tâm, để chữa lành những cái bệnh về tâm, để diệt trừ những cái khổ đau nó ở ngay chính trong nội tâm của chính mình chứ không phải ở đâu xa. Thì đó chính là những cái giáo pháp của Đức Phật, tuy có tới 84.000 pháp môn khác nhau nhưng tất cả những pháp môn ấy đều chỉ dạy những cái phương pháp để cho mình đối trị lại với những cái tâm bất thiện, để cho mình phát triển những cái tâm thiện. Mặc dù là có rất là nhiều những cái pháp môn tu tập khác nhau nhưng tất cả những cái pháp môn tu tập ấy đều là những cái pháp môn tu tập về nội tâm, đều là chỉ hướng để quay về để phát triển cái nội tâm. Đó là những cái cách thức tu tập nội tâm khác nhau để tuần tự từ thấp đến cao. Nên là với một cái người bắt đầu tu tập thì như là cái người ấy mình phát nguyện là con xin thọ trì giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì cái hành động ấy, cái khi mình khởi lên cái phát nguyện như vậy và khi mà mình đối diện trước một cái hoàn cảnh như là có một cái chúng sinh nào đấy xuất hiện ở phía trước mình và mình khởi lên một cái tư tưởng là một là mình sẽ giết hại cái mạng sống của chúng sinh này, hai là mình sẽ không giết hại mạng sống của chúng sinh này. Và nếu như mà cái lúc ấy khi mà một cái người ấy sẽ khởi lên hai cái tư tưởng như vậy, một là nếu như mình giết một cái chúng sinh nào đấy thì nó phải có cái sự tác ý ở trong đấy, đó là mình khởi lên cái ý muốn giết cái chúng sinh này và mình cố ý giết cái chúng sinh này, thì lúc đấy mình cái tâm cố ý giết hại mạng sống của chúng sinh đó nó sẽ là một cái ác ý, nó sẽ là một cái tâm bất thiện. Hay là ngay trong lúc ấy mình khởi lên một cái tâm là ta sẽ cố ý tránh xa, ta sẽ cố ý tránh né, ta sẽ cố ý không giết hại mạng sống của chúng sinh này, thì đấy là cái thiện hay cái ác nó sẽ khởi lên ở trong nội tâm mình. Đó là mình có cố ý làm cái việc đấy hay không, mình cố ý sát sinh hay cố ý tránh xa sát sinh, thì cái tâm cố ý đấy được gọi là tâm sở tư, được gọi là cái nó sẽ tạo ra cái nghiệp thiện hay ác ở đó, và những cái tâm bất thiện hay là những cái tâm thiện nó sinh lên từ ở đó, hay là những cái khổ đau nó sinh lên ở đấy và an vui nó sinh lên ở đấy, nghiệp thiện nghiệp ác nó sinh lên ở đấy. Chứ nếu như mà một cái người mình không cố ý, mình chỉ là một cái người vô tình, mình vô tình mà sát sinh thì nó không tạo thành tội, nó không tạo thành phước. Mình tất cả những cái việc gì trên thân mình hay là những cái lời nói của mình làm mà không có cái sự cố ý, không có cái sự chủ động, không có cái sự tác ý của nơi tâm thì nó không tạo thành thiện ác, mà nó phải có sự chủ động, có sự tác ý, có sự cố ý từ nơi tâm nó mới tạo ra thiện ác. Và cái cội nguồn của cái sự khổ vui nó sinh ra từ cái tâm mà mình tác ý ấy, mà mình cố ý ấy, mà mình chủ động làm cái việc ấy. Thì như vậy, vậy thì khi mà mình đã giữ cái giới nó là không sát sinh thì mình nó không phải là khi mình khởi lên cái tâm cái nguyện hay là mình đặt lên cái lời nói là con xin thọ trì giới, không tránh xa sự sát sinh, không giết hại chúng sinh, thì không phải là vì vậy mà nó thành tựu, không phải vì vậy mà mình đã trở thành một cái người sống hướng thiện, một cái người là đã thành tựu được cái giới không sát sinh.
sinh, mà cái giới nó phải thành tựu khi nào mình đứng trước một cái hoàn cảnh, đó là mình sẽ sát sinh hay không sát sinh, tức là có một cái chúng sinh ở trước mặt mình và mình sẽ cố tình sát sinh hay cố tình tránh xa nó. Và nếu như lúc ấy cái thiện tâm của mình nó mạnh hơn, mình sẽ cố ý tránh xa giết hại cái chúng sinh này, và cái mức độ ấy mình có thể là tránh xa một cách đơn giản, không có cái sự tổn hại gì. Nhưng đôi khi cũng có những cái lúc mình sẽ phải đánh đổi cả những cái lợi ích ở hiện tại để thành tựu được những cái nghiệp thiện này, như là có thể là vì cái hành động cố ý tránh xa sát sinh này, mình có thể sẽ có cái sự tổn hại đến những cái tài sản hiện tại này. Có khi là vì cái hành động tránh xa, mình không giết hại chúng sinh này, mình sẽ có cái sự tổn hại đến thân thể này, thậm chí có khi phải có cái sự tổn hại đến cả cái mạng sống này. Đấy là nếu như mà mình là một cái người vẫn có thể chấp nhận cái sự tổn hại ấy để giữ được cái hạnh, đó là không sát sinh ấy, thì cái lúc ấy cái giới hạnh ấy nó mới thật sự là viên mãn, nó mới thật sự là thành tựu, thì cái tâm thiện ấy nó mới thật sự là mạnh mẽ. Còn nếu như có người mình chỉ khởi lên cái ước nguyện là ta sẽ không sát sinh, nhưng mà chỉ trong cái hoàn cảnh, trong cái trường hợp đó là mình có thể giữ được nhưng không tổn hại gì, không mất mát gì thì mình mới giữ. Còn khi mà mình cảm thấy nó có cái sự tổn hại đến cái lợi ích gì đó của bản thân mình, có cái sự tổn hại đến tài sản, đến thân thể mình, là mình sẽ không thể làm được, mình không dám làm nữa, thì lúc đấy cái tâm bất thiện của mình nó vẫn còn mạnh hơn được cái tâm thiện, và sẽ dễ dàng tạo ra những cái ác nghiệp. Đấy là mình phải đứng trước một cái hoàn cảnh như vậy thì mình mới nhận định được là mình thiên hướng với cái nội tâm của mình, nó thiên hướng về cái thiện hay cái ác, cái gì nó mạnh hơn. Và cái khuynh hướng mình như vậy thì mình sẽ gieo được cái nhân này hay là gieo cái nhân bất thiện, nó từ cái sự tác ý, từ sự cố ý ấy. Như vậy với một người mà mình đã thọ trì cái giới, đó là không lấy trộm cắp, nhưng khi mình khởi lên cái niệm như vậy, mình đọc lên cái lời là con thọ trì giới không lấy trộm cắp của ai, thì không phải vì vậy mà nó đã thành tựu, không phải vì vậy mà mình đã trở thành một cái người chân chánh không có lấy trộm tài sản của người khác. Mà cái điều ấy nó phải thành tựu khi nào mình đứng trước cái cơ hội mà mình có thể lấy được tài sản của người khác. Lúc ấy trong tâm mình có thể khởi lên cái ý nghĩ ta có thể lấy tài sản của người này, và lúc ấy nếu như mình lấy thì cái việc đó nó cũng sẽ thành tựu dễ dàng. Và lúc đấy cái nội tâm của mình nó sẽ khởi lên một cái ý nghĩ là ta sẽ tránh xa, không lấy tài sản của người này, không lấy trộm cắp cái tài sản của cái người khác, vì đó là một cái tài sản có chủ sở hữu. Và nếu như mình khởi lên cái ý muốn đấy và mình cố ý đấy đó, thì lúc ấy nó sẽ có cái tâm cố ý đấy hay cả cố ý tránh xa, và hai cái tâm ấy, cái tâm nào nó mạnh hơn. Thế nếu như mà không lấy cái tài sản này, mà mình có thể chấp nhận là dù không lấy cái tài sản này, mình có cái sự thiệt thòi, có cái sự thiệt hại cho bản thân mình, thì mình cũng sẽ không bao giờ lấy, vì đó là cái tài sản của người khác. Và cái sự tác ý, cái sự cố ý và cái sự đấu tranh ấy, nó sẽ là cái ranh giới của hai cái tâm thiện và tâm ác. Một cái là tạo những cái thiện nghiệp hay một cái tạo cái ác nghiệp, nó sẽ sinh ra ở trong cái hoàn cảnh ấy. Vậy thì với một cái người nào mà mình có thể chiến thắng được cái tâm thiện, nó chiến thắng cái tâm bất thiện, thì lúc đấy mình mới thành tựu được cái giới hạnh, đó là thành tựu được cái giới là không lấy trộm cắp của người khác. Còn nếu như lúc ấy mà cái tâm bất thiện của mình nó mạnh hơn,
dù là mình có phát nguyện đấy, nhưng mà đứng trước một cái cơ hội nó quá dễ dàng có thể lấy cái tài sản của người khác và mình đã không kiềm chế được, thì lúc đấy cái tâm bất thiện của mình nó vẫn còn lớn hơn, cái tâm bất thiện nó vẫn còn mạnh hơn. Thì đấy là cái ranh giới của cái thiện ác. Và cũng như vậy với cái giới tà dâm, một cái người có thể phát nguyện thọ chỉ giới không tà dâm, nhưng mà cái giới ấy nó cũng chỉ thành tim khi mà mình đứng trước một cái cơ hội là có thể tà dâm hoặc là mình sẽ không tà dâm. Như thế cái tâm nào mà nó mạnh hơn, nó có thể chiến thắng cái tâm tà dâm hay cái tâm tránh xa tà dâm, nó sẽ mạnh hơn và mình đã chiến thắng cái tâm thiện, nó đã chiến thắng được cái tâm bất thiện, thì lúc ấy mình mới thành tín được cái giới hạnh. Và dối cũng thế, khi mình đứng trước một cái hoàn cảnh mà lựa chọn giữa cái nói dối hay không nói dối, và mình đã lựa chọn cái nào, mình đã thiên hướng tâm về cái nào, về cái lời nói chân thật hay về cái lời nói dối trá này, và cái mình đã xử sự như thế nào, mình đã hành động như thế nào đó, trong cái lúc mà mình đứng trước cái hoàn cảnh là sẽ nói dối hay nói thật. Đôi khi nói ra những cái lời nói thật không nói dối này sẽ mất mát, sẽ tổn hại, sẽ mất lòng, nhưng mà mình vì cái gì, vì cái giới hạn hay là mình vì cái lợi ích ở hiện tại hay là vì cái lợi ích ở tương lai. Và đấy là cái tâm cố ý hướng thiện của mình nó mạnh hay cái tâm bất thiện nó mạnh, thì trong cái lúc đấy nó mới kiểm nghiệm được, mới nhận định ra được. Và cũng như vậy, khi mà mình phát nguyện thọ chỉ giới nó không uống rượu và các chất say, thì chỉ khi nào mà có những cái có rượu ở trước mặt mình, hay có những cái người, hay đứng trước một cái hoàn cảnh mà có người nào đấy ép mình uống rượu, và lúc đấy mình cản để mình không từ chối được, thì lúc đấy mình vẫn là người chưa có giới hạn, chưa phải là người đã thành tựu được cái tâm thiện hay là cái tâm bất thiện của mình nó vẫn còn mạnh hơn. Còn với một cái người mà đã quyết tâm giữ cái giới ấy, thì dù mình có bị mất lòng hay là mình có cái sự tổn hại đến những cái tài sản, đến thân thể của mình ở ngay trong hiện tại, mình cũng sẽ chấp nhận để giữ gìn cái hành động thiện, cái tâm thiện ấy, thì cái lúc đấy cái giới hạnh nó mới được thành tín. Thì trong cái cuộc sống này, ở cái kiếp người này, nó sẽ luôn luôn như thế, luôn luôn đứng trước những cái ranh giới giữa cái thiện và cái ác như vậy. Hay trong hàng ngày như vậy, cái tâm của mình vẫn cứ có lúc thì nó khởi lên những cái tâm tham, và cũng có lúc thì nó lại khởi lên cái tâm vô tham, và nó luôn luôn có cái sự đấu tranh ở trong nội tâm như vậy. Và cũng có lúc mình để cho cái tâm tham đấy nó chi phối, nó kéo dài suốt cả một cái thời gian, nhưng mà cũng có khi mình chế ngự được cái tâm tham ấy, đè nén được cái tâm tham ấy, làm cho cái nội tâm của mình nó được thanh tịnh, được an nhiên tự tại. Và những cái lúc mà mình khởi lên cái tâm tham như vậy, mình sẽ luôn luôn cảm thấy ngay trong cái lúc đấy nó cũng có cái sự khổ, nó cũng có cái sự không được thỏa mãn, nó cũng có được cảm thấy nó như là bị thiêu đốt, bị chính cái tâm tham ấy nó cũng làm cho mình đau khổ ở ngay trong hiện tại. Và nó từ cái tâm tham ấy mà mình phát sinh ra những cái hành động gì, thì nó lại để lại những cái ác nghiệp tương lai. Như vậy trong tâm mình đôi khi mình cũng bị những cái tâm sân nó chi phối, nó ngự trị, và nó làm, nó sai khiến mình phải làm việc này, làm việc khác, do cái tâm sân đấy nó sai khiến. Nếu như mà cái tâm vô sân của mình nó yếu, nó không chế ngự được cái tâm sân đấy, thì mình sẽ bị cái tâm sân đấy nó sai khiến, nó điều khiển cả vào những cái lời nói, cả vào những cái hành động, thì đó là mình sẽ tạo nên được rất nhiều những cái ác nghiệp. Như vậy có những lúc tâm mình bị những cái tâm tà kiến nó chi phối, bị những cái tâm phóng dật, bị những cái hoài nghi, bị những cái vô minh chi phối, mà cái trí tuệ của mình nó yếu, nó không chế ngự được, thì mình sẽ bị những cái tâm ấy nó chi phối, ngự trị rất là lâu dài,
và đó là cái con đường mà mình sẽ đi đến cái khổ đau. Và nên trong giáo pháp của Đức Phật có rất nhiều những cái pháp môn, nhưng tất cả những cái pháp môn ấy đều hướng đến để đối trị với cái tâm tham, để đối trị với tâm sân và để đối trị với cái tâm si này. Và có rất là nhiều những cái cách thức, những cái sự tu tập khác nhau, thì cũng là để cho mình mỗi ngày giảm bớt những cái phiền não này, những cái tham sân si ở trong nội tâm này. Thì cái bước đầu tiên mà với một cái người mình muốn quay trở về để tu tập phát triển nội tâm thì đúng là cần phải học cái giáo pháp, cần phải nghe cái giáo pháp để mình phân biệt ra, để hiểu ra được đâu là cái chánh, đâu là cái tà, đâu là cái thiện, đâu là cái ác. Thì, có những người khi mà mình chỉ nghe giáo pháp thôi, mình chỉ nghe giảng Phật pháp, mình biết được rằng những cái việc làm bất thiện nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau, như là cái người hay sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói lưu riêng thì nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau mà mình sẽ gặp lại ở trên cuộc đời, như là cái chiến tranh ở trên cuộc đời nó cũng sinh ra từ những cái hành động bất thiện, những cái thiên tai, những cái tai nạn, những cái dịch bệnh, những cái nỗi khổ, những cái bệnh tật ốm đau ở trên thân thể mình, nó cũng đều sinh ra từ những cái nhân của những cái hành động sát sinh hay trộm cắp hay tà dâm hay nói dối hay uống rượu. Nên là với nghe được những cái điều giáo pháp như vậy, cho nên khi mình làm một cái việc gì đó, một cái việc bất thiện gì đó, mình sẽ khởi lên cái tâm hổ thẹn, ghê sợ, cảm thấy ghê sợ những cái nỗi nầm này. Nếu như một cái người không nghe Phật pháp, người ta sẽ làm bất cứ một cái việc gì đó với một cái tâm vô tàm, vô quý, với một cái tâm rất là thản nhiên, và người ta không có một cái chút nào, không có một cái chút do dự, không có một cái chút e sợ gì đối với những việc bất thiện ấy. Với một cái người chưa từng được nghe giảng về giáo pháp, nghe giảng về những cái sự thật, hay người ấy không có niềm tin vào nhân quả, không có niềm tin vào nghiệp báo, không có niềm tin vào sự thật, thì cái người đấy là người có tà kiến, không có chánh kiến. Người ta có thể không tin có đời trước, không tin là có đời sau, không tin là có những cái nghiệp quả của, không có quả báo của những cái nghiệp bất thiện, không tin là có phước lành của những cái nghiệp thiện. Thì khi làm những cái việc tốt, việc xấu gì thì người ta sẽ thản nhiên, không có một chút e ngại, không có một cái chút hổ thẹn, ghê sợ gì. Còn với một những người có nghe giảng, có được cái niềm tin về nhân quả, về cái nghiệp báo, về cái sự luân hồi tái sinh, thì khi mình làm bất cứ một cái việc lỗi lầm nào đấy, mình cũng sẽ cảm thấy nó có cái sự ghê sợ ở trong đấy, và chính cái sự hổ thẹn, cái lỗi lầm, cái tội lỗi ấy, sự ghê sợ những cái tội lỗi ấy, thì những cái việc bất thiện của mình càng ngày nó sẽ càng giảm đi, càng ngày càng giảm bớt đi, không làm những cái ác nghiệp nữa, và những cái thiện nghiệp dần dần nó sẽ tăng trưởng lên.